Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em lại mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe Lexus RX 350 Sản xuất là 2019 đã được lên form của năm 2021 Xe có ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da màu da bò Làm bánh quãng đường cực kỳ ít Đơn vị bán xe ra thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn là xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị bạn có thể mang xa hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra. Sai cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền cho anh chị và các bạn 100%. Địa chỉ xem xe thì các bác có thể qua Auto 31 số 3133 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội để có thể xem xe và lái thử ạ. Xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe thông tin về thời gian vay cũng như lãi suất hãy liên hệ em em sẽ gửi anh chị và các bạn bảng kê chi tiết để các bác có thể tham khảo sau đây thì em sẽ quay qua về ngoại thất để em mời anh chị bạn cùng tham quan về chất lượng của chiếc xe cũ đã qua sử dụng hiện đang có mặt tại cửa hàng ở phần đuôi xe nổi bật với những cái chi tiết ống xả thể thao rồi cam biến lùi rồi là cam lùi đầy đủ hệ thống cốp của chiếc xe trang bị cốp điện với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi từ những cái phần bậc cốp rồi là phần lỉ cốp mọi chi tiết vẫn còn rất đẹp ạ nhiều chi tiết ly lông còn chưa bóc hết với phần đây là cái nốt sơ cua của chiếc xe nốt sơ cua thì đã hạ rồi với những cái phần keo chỉ đinh tán các bác có thể tham quan cùng em mọi chi tiết vẫn còn trong tình trạng rất đẹp ạ tính năng option trên chiếc xe thì nó rất là nhiều để trải nghiệm hết thì nó và kể hết ra thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian thế nên em sẽ quay cho anh chị và các bạn có thể tham quan về tổng quan về chiếc xe nó có những cái gì để các bác có thể dễ nhìn hơn quan sát dễ hơn về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng từ những cái đường led như là phần mép cản mép lối rồi là những phần đường gân góc cạnh của chiếc xe hệ thống nốp với la răng trang bị mâm hộp kim đa chấu kính đã được dán kính màu có trang bị rèm che nắng ở hàng ghế thứ hai giúp tạo không gian riêng tư cũng như là tránh nắng cho người ngồi phía sau cùng với đó thì nó có trang bị tiện ích nữa là bể tì tay và cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể là ngả sâu thêm một chút để nghỉ ngơi cho những chuyến đi xa cái độ ngả và có thể là gập làm cái chỗ mình có thể là gia tăng thể tích chứa đồ ở khoang hành lý ở phần cánh lái thì nó cũng có các phím chức năng như là lên xuống kính chỉnh gương rồi là nhớ ghế với những chất liệu bọc da rồi là ốp gỗ cao cấp những đường viền mạ chrome vẫn còn nguyên không hề có hiện tượng bong chóc hay mà xước xác gì cả từ những cái phần bậc lên xuống đây các bác có thể quan sát tem mác vẫn còn đầy đủ với chiếc xe sản xuất là 2019 này. Đấy, em luôn công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn thông tin. Khi mà anh chị và các bạn cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Tính năng an toàn như cam 360, hát kính, chống chân trượt, rồi là chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử. Túi khí an toàn, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có trang bị gầy số trên vô lăng. Màn hình đã được trang bị màn hình cỡ lớn 12,3 inch cùng với đồng hồ thiết kế designer. Các phím bấm điều chỉnh chức năng như phanh tay điện tử này, auto hold là mát ghế, sấy ghế, túp bát rồi là các chế độ lái để các bác có thể lựa chọn theo cung bậc cảm xúc của mình để muốn trải nghiệm trên cung đường. Không gian khoang cabin thì của chiếc xe là với tầm nhìn quan sát rất là dễ hệ thống gương chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có cảnh báo vượt trên gương đầy đủ. Tính năng công nghệ thì rất là nhiều. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là 3.5. Ngoài phiên bản 5 chỗ ngồi ra thì 350 nó sẽ có một phiên bản là 7 chỗ ngồi. Nếu mà các bác có nhu cầu về bản chỗ 7 chỗ ngồi thì cũng có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Tại vì đơn vị cũng đang có một chiếc để các bác có thể tham quan, tham khảo. Chi tiết cụ thể bác hãy liên hệ, em sẽ gửi bảng kê đầy đủ cho anh chị và các bạn cũng như là thông tin của chiếc xe. Về thời gian vay lãi suất để anh chị bạn có thể là cân đối tài chính của mình. Với chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2019 nên form 2021 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là hơn 3 tỷ rưỡi. Chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em, em sẽ gửi một cái giá tốt nhất cũng như ưu đãi từ cửa hàng cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại